Almas, Almas, Donna E, Almas, Rogan, Almas, Glory, Almas, 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 Zogon Rogan, Donna E, Zogonta, 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 Almas, Oklahoma, Almas, Zogonta, 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 Zogon, Zogonta, Almas. Phi thường đấy mẹ ơi, phi thường đương kim vô địch đang còn chưa bảo gì. Vâng, tiếp tục trận thi đấu thứ hai, một bầy hươu sát với mép bản đồ và một con voi. Nhưng bãi quả đầu là rất xấu, bây giờ thì cố gắng đẩy hươu về thật nhanh, một con trước. Màn hình máy game thủ đấu 1 cũng là một bài có hươu, với hươu 5 con. 4 con về trước là khá đẹp, sát với nhà chính. Thêm hai cái gỗ 75 nữa. Vâng, tiếp tục theo dõi màn hình máy game thủ đấu 1 thôi. Một bài mà có 5 hươu ở chính, hai cái gỗ 75 là rất gần. Phía bên kia không biết trận đấu này có quân gì nữa. Tôi mải mê up cái trận thi đấu đầu tiên quá, vì vậy quên chưa xem quân ở bên kia có những cái gì. Nhưng đấu 1 là một bài tương đối tươi rồi. 5 hươu, quả phụ. Bài này thêm đôi voi nữa là cực mát. Vâng, ngày hôm nay thì sẽ là một ngày quần chiến tiếp theo. Với lớp lại hẹn kèo với game thủ phi thường rồi. Và lát nữa kèo đấu này, vâng, nếu kết thúc sớm nếu lại tiếp tục quay kèo với lớp phi thường, xúc với lại BB và Mèo Mèo. Vậy các bạn hãy vâng cố gắng. Đây rồi, một đôi voi nữa rồi. Cũng là vâng sổ gì ra cái đấy. Thêm một bầy hươu nữa. Lực chém là một bầy hươu, còn việc ép đời sẽ là một đôi voi. Rất sớm sủa. Vâng, đang câu đôi voi là khá mượt. Vâng, ở Việt Nam thì có lẽ là Tom Cruise là người câu đôi voi có thể nói là dẻo nhất. Thật thế còn gì nữa. Vâng, nhưng có vẻ như là bên lớp không đồng ý với ý kiến vừa rồi. Vâng, ngay một câu tuổi gì, không biết bên lớp lát nữa sẽ thi đấu với game thủ phi thường. Và bây giờ thì hai anh đang đàm đạo với nhau. Bài này thì có lẽ là game thủ vâng đâu một sẽ đánh chém thôi. Theo ý kiến của bên lớp thì là như vậy. 23 nông dân. Bên lớp dự một bài 10-10 và chúng ta hãy cùng xem. Vâng, game thủ No 1 sẽ kích được bao nhiêu. Đá qua chip boy một chút cái đã. 24 đến từ chip boy, như vậy là một bài chip boy rất nghèo. Nói chung là cũng không phải là nghèo về đồ ăn, nhưng cơ bản về thế nhà này rất khó để đánh cung. Vâng, cơ cấu được bài này cũng toát mồ hôi sôi máu mắt. Kích đời ở 8 phút 3x với 26 nông dân Egypt. Phía trên còn một bầy hiêu. Ở phía trên có rất nhiều rừng, nhưng rất tiếc là cái thế nhà không biết là cơ cấu kiểu gì đây. Vâng, để đánh cung bài này thì cơ cấu kiểu gì. S đầu là rất muộn dành chip boy, và chúng ta cùng tiếp tục đến màn hình máy game thủ No 1. 2-3 rồi. Như vậy bài này No 1 sẽ không kích được ở 10-10. Có lẽ là như vậy. Hơi khó để kích 10-10 bài này. M và L. Như vậy là có lẽ là vẫn 10-10 thôi. Thậm chí còn sớm hơn. Như vậy là 10 tròn. Ép thực là lên là rất nhanh. Bây giờ thì cắt nông dân lên ăn vàng. Phía dưới đang còn bãi quả rất nhiều thực. Đầu 1 là người chạm vạch đời 1 sớm nhất. Bây giờ thì sóc giò. Nhưng đang hơi ít nông dân ăn vàng. À xin lỗi bạn, là hơi ít nông dân ăn thực thì phải. Thêm một nông dân ăn vàng nữa. Gỗ sẽ là rất nhiều. Bãi gỗ này càng chặt thì càng đẹp. Rồi, kéo thêm nông dân ra ăn thực.
Và sau đó thì làm một vài chiếc ruộng quanh chiếc BG này, khi mà những cây quả bắt đầu hết, chốt thêm một chiếc BE tránh tình trạng chọc xuyên nếu thấy cần thiết. Và bên kia game thủ chip boy lên đời muộn, nhưng một nhà phía bên kia không rõ cho lắm nhưng cũng lên đời khá muộn, thẳng cánh luôn. Và sau đó thì văng tơn lạc đà đầu tiên thì đẩy chéo cánh, có lẽ là như vậy thôi. Đây rồi, như vậy là gặp game thủ mèo mèo, ta hãy cùng xem mèo cầm gì, Summer Egypt hay là AC. Chưa thấy nông dân của game thủ mèo mèo đâu. Đây rồi, như vậy mèo là người chủ động đánh chém, có lẽ là Egypt thật. Vâng, theo bên lớp dự đoán thì là Egypt, đúng là Egypt thật của game thủ mèo mèo rồi. Bây giờ thì có lạc đà, chốt e vào không? Không cần chốt, nhưng hai con lạc đà không xả đạn cùng một lúc, vì vậy con ngựa giò vẫn tung tăng chạy. Một L đến từ cái thủ mèo mèo, à xin lỗi bạn, một P đến từ cái thủ mèo mèo. Khá khá gỗ, vì vậy làm hai chiếc ruộng và sau đó thì vâng quay bãi gỗ vào. Mèo đã có lạc đà đứng thủ rồi, mèo là bài chém thủ của Egypt. Bên kia có lẽ là game thủ chip boy đang thất thế, chúng ta cùng chuyển sang chip boy một chút. 26. Và vâng, như vậy là không nổ. 2E là rất nhanh. Nhưng bây giờ thì một giò một T đỡ kiểu gì đây? Vâng, đỡ rất nhanh, 7E rất nhanh tình huống vừa rồi. Nhưng đây là một giò một T. Rất khó chịu, các bạn có thể thấy là con T cực kỳ khó chịu. Thế thôi, vâng như vậy là ổn rồi. Tiếp tục đến màn hình máy của game thủ No 1 xem No 1 có chém lại không. Vẫn là khá hay đến từ game thủ No 1, 2L vắt đều. Mất không? Như vậy là không mất. Rất tươi. Vâng, mèo không bánh xe trong tuần này. Mèo sắp oảng rồi, không bánh xe trong tuần này. Một khoanh ruộng ấm đến từ game thủ No 1, nhưng mèo cũng không kém phần long trọng. Cũng có một khoanh, nhưng mèo là một bài 1L và 1P, còn game thủ No 1 là một bài 2L. Vẫn đang chảy đều. No 1 nâng bánh xe và sau đó thì bơm số thực còn lại dành cho game thủ Chip Boy để Chip Boy có một bài khỏe hơn đến từ Egypt. Đấy rồi. Và ông móc thêm vào nhà của game thủ Long Phi bại trong tuần này nữa. Long Phi bại cầm hit hay cây baby hay là cái gì chúng ta cùng xem. Đã có bánh xe đến từ game thủ chip dài rồi. Nhưng đây là một tơn mà chip đang nhông hết cả kèn lên, có lẽ là một tơn mà chip cũng yếu thôi, không quá khỏe. Hitty hay baby chúng ta cùng xem. Hitty rồi, một pha Hitty đến từ game thủ chip ở dài. Nhưng tôi chưa thấy có ruộng. Ăn hoang sóc quân thì là hơi dị, nhưng dường như là game thủ chip boy đã bị lọt nhà rồi thì phải. Nhận đồ bơm là liên tục, đúng là như vậy, chip boy đã bị lọt rồi. Vâng, lên ăn hoang bầy hiêu. Cũng là hai người hoang hóa thôi, hai người đánh chém thì khỏe, còn hai người đánh cung ở hai bên thì đang rất yếu. Chốt e vào là rất nhanh, nhưng nói chung bài này thì vẫn là rất yếu. 26 thôi. Màn hình máy của game thủ No 1 tiếp thôi, đang chém khá khỏe. Nhưng đây là một tơn mà game thủ mèo vẫn đang sóc đều những con phủ. Lại mất một con lạc đà nữa rồi. Thao lai bị đè một chút. Vâng, game thủ Long Phi bại tức game thủ chiếc hiệp dài vẫn đang to, không chết nhiều dân. Và số lượng quân cũng đang tích được khá khá. Khó khăn dành cho game thủ Chip Boy và game thủ No 1 trong tuần này. Vâng, mèo vẫn có một khoảnh ruộng ấm. Vâng, chừng này bơm đồ là đủ cho game thủ Long Phi bất bại sóc cùng rồi. Chip Boy bây giờ tham lai có còn được 2x hay không? Như vậy là 28. Vẫn yếu lắm. Vâng, Long Phi bất bại đang có một tên quân là rất to. Một tên quân rất to. Bây giờ thì ăn ăn dân của game thủ chia dài, à xin lỗi bạn, ăn dân của game thủ mèo mèo để lấy tham. Nhưng vẫn là rất khó khi mà cung R Hitty là quá tuyển. Bây giờ thì kéo nông dân về đắp thêm ruộng. Ăn được con phủ này không? Như vậy là không rồi. Lạc đà chém cung R thì khỏi phải bàn. Cực kỳ đau. Đến màn hình máy của game thủ No 1 thôi, vẫn giữ được cái tham lai 33 to. Nói chung là tầm này vâng cũng không ăn được cung R Hitty đâu, một kích cung R vâng hơn nửa kích, chính xác là hơn nửa kích thôi, chưa đến một kích. Lại mất một con lạc đà nữa.
Mèo vẫn đang còn khá đông như con lạc đà. Khó rồi. Vâng, tham lai 13. Như vậy tỷ số sẽ là 2-0 rồi. Quá khó. Chibo là bài lên đời khá muộn. Vâng, quả đầu thì vừa xấu mà lại vừa xa. Nhẹ đấy. Vâng, 14 và vẫn đánh tiếp, động viên nhau và đánh tiếp thôi. 36 đến từ game thủ nơ 1 trong tuần này. Bây giờ thì tăng lên 37, nhích từng đơn vị tham 1, nhưng có lẽ là vâng chiều ở dài bây giờ nó nhích một phát phải đến 4 5 đơn vị tham từ 4 5 cái nhà cơ. Rất khó. Ở chiều ở dài bây giờ chắc chắn là cũng đã có ruộng rồi. Không ít thì nhiều. Thời điểm này cũng đủ để sóc tầm khoảng vâng 3 BA và sau đó thì nhận thêm đồ bơn từ những thủ mèo mèo nữa. Khập khiễng thì vẫn nó vẫn ra quân. Bắt được tên này hay không? Như vậy mèo à, xin lỗi bạn chiều dài đã để ý tên này rồi. Rất khó. 4 xỉnh đến từ game thủ nó 1, 39. Chị bòi thằng này 13, vẫn cố gắng dình để gì ở những con phủ. Lạc đà vẫn là đông. Nhưng về cơ bản thì sau khi cung đời thì tụ được thì chỗ lạc đà này nó cũng trở thành phế nhân thôi. Vẫn có đen chiếc BS đi chăng nữa thì nó cũng đến thế thôi. Tham lai vẫn là 38. Nhưng cung RHT làm cái gì để chống được cung RHT bây giờ đây? Số lượng là đông đến từ những con cung R của HT. 39 trên 48. 11 đến từ thủ Chiboy. Và vẫn chưa quit. Rất cố gắng. Bây giờ thì bị đẩy rồi. Hai pha về E là tương đối nhanh. Nhưng dẫu sao thì nó chỉ mang biện pháp tình thế thôi. 41 trên 52. Hai mặt bị công. Đây là một tên cung R to. Lùi nông dân ở phía trong và tổ tổ chức về bắt. Nhưng lấy cái gì ra mà bắt đây? Vâng, tay không có bắt được giặc hay không? Có lạc đà chứ không phải là tay không, nhưng nói chung là vũ khí là hơi ít và thô sơ. Còn ở bên kia thì họ hiện đại và họ đông quá. Đã là ra 4 đến từ cung R của Hitty. Và lạc đà thì là chém 2. Vâng, giải tán là đám đông. Nhưng tạm thời nó cũng chỉ đến như vậy thôi. Chưa có nhiều vẹo. Tụt xuống 28 sau tuần đấu quân. Còn Chipboy bây giờ thì sao? Vẫn lấy cả phù ra phù cung R. Cực kỳ máu me. Cuối cùng thì Chipboy cũng đã đầu hàng. Tỷ số là 2-0 trong trận đấu đầu tiên. Có vẻ như là hơi khó. Hoặc là chưa vào tay. 2-0 và chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của game thủ No 1 và game thủ Chipboy.